Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Biogen là chắn các sóng điện từ có tần số cực thấp. Nó hoạt động như thế nào? Ô nhiễm điện từ là những bức xạ không nhìn thấy được từ các thiết bị điện tử, ví dụ như điện thoại di động và máy tính bảng, có những tác động tiêu cực lên cơ thể người. Khi chịu ảnh hưởng lâu dài từ những bức xạ điện từ trường này sẽ khiến thay đổi các cơ chế tế bào, dẫn đến sự mất cân bằng của cơ thể và cuối cùng khiến cơ thể bị bệnh. Trong khi thực hiện cuộc gọi bằng một điện thoại thông minh thông thường, một trường điện từ phát ra từ điện thoại sẽ cản trở các tinh thể có tử tính bên trong não con người. Hiện tượng này được biết đến là ngăn chặn sự sản xuất một loạt các protein và hormone vốn là rất cần thiết cho con người. Trong thực tế, việc thiếu những hormone này gây ảnh hưởng đến các DNA và lớp bảo vệ sẽ bị bẻ gãy. Có nghĩa là DNA bị tổn thương bởi sóng điện từ phát ra từ điện thoại. Biogen ngăn cản các trường điện từ mà không ảnh hưởng đến chất lượng của tần số sóng và chất lượng cuộc gọi, và kết quả là các tinh thể mang tử tính bên trong não của chúng ta được bảo vệ và không còn bị tác động nữa. Các hormone và protein trong cơ thể được sản xuất một cách bình thường, lớp bảo vệ của DNA được xây dựng lại và protein bắt đầu sửa chữa những tổn thương trên DNA. Hãy bảo vệ cơ thể của bạn. Các thiết bị sử dụng năng lượng điện gần chúng ta đều tạo ra trường điện từ. Các trường điện từ với tần số cực thấp tạo ra các tác động tiêu cực đến cơ thể của chúng ta. Hãy bảo vệ chính bạn ngay bây giờ. Biogen là chắn sóng điện từ hiệu quả. Xin trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.